Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn ván cờ giữa Quậy Tinh Lai Khách Dương Thiên Nhất và Xuyên Tùng Thiếu Hiệp Trịnh Di Đồng tại vòng 6 giáp cấp liên tái 2021. Sau khi hòa nhau ván cờ nhanh, hai kỳ thủ bước vào ván cờ chớp. Mời các bạn thưởng thức ván cờ rất hay của Xuyên Tùng Thiếu Hiệp Trịnh Di Đồng.
tướng 6 tấn 1. Chơi đến đây thì Quậy Tinh Lai Khách Dương Tiên Nhất đã buông cờ chịu thua vì không thể nào đỡ được nước chốt 6 tấn 1 sát cuộc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì nên like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.